Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những người Pha-ri-siêu đến gần Chúa Giê-xu để thử Người. Họ nói: Người ta có được phép lấy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: Các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn và quý khách, trước tiên chúng ta cho vỗ một tràng pháo tay chúc phúc cho hai gia đình của hai bên và đặc biệt hai bạn trẻ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, người ta nói rằng là phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận chiến và phải cầu nguyện hai lần trước khi vượt biển khơi. Nhưng phải cầu nguyện 100 lần, 1.000 lần trước khi quyết định bước vào đời sống hôn nhân. Những câu nói như thế chúng ta mới thấy rằng là để bước vào đời sống, hai chữ hôn nhân quan trọng đến cỡ nào. Quan trọng vì sao chúng ta thấy bước vào đời sống hôn nhân lại quan trọng? Bởi vì việc hệ trọng nó phải là cả đời, chứ không phải một ngày, hai ngày, không phải yêu nhau một tháng, hai tháng hay là một năm, hai năm xong là thôi. Nhưng hai chữ cả đời. Vậy mà chúng ta vẫn thấy việc hệ trọng cả đời như thế, nhưng thực tế chúng ta vẫn thấy là nhiều đôi vẫn không được chuẩn bị kỹ càng. Nhiều khi chẳng thể chuẩn bị gì hết, cứ nhắm mắt làm liều. Có thấy vậy không quý ông bà và anh chị em? Nhiều cặp gia đình đến dẫn tới hôn nhân mà lại làm liều. Nó quan trọng cả đời như thế mà chúng ta lại làm liều. Chúng ta vẫn thấy, ví dụ như là để chuẩn bị làm linh mục đúng không? Thì có chủng viện đào tạo hẳn hoi bao nhiêu năm mới ra được. Rồi để chuẩn bị làm giáo viên thì chúng ta vẫn có thấy một cái trường nổi lên, đó là trường sư phạm. Thế mà chuẩn bị làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ mà lại không có cái trường nào hết. Thấy không? Rất quan trọng mà chúng ta thấy không thấy trường nào để đào tạo ra làm chồng. Có không? Không. Làm vợ? Có không? Không. Đào tạo ra làm cha? Có không? Không. Làm mẹ? Không. Mà chúng ta lớn lên là dựng vợ gả chồng. Cứ con lớn lên là xui nó đi lập gia đình. Cứ lớn lên là xui nó đi lập gia đình. Mà không, chúng ta không có sự chuẩn bị cho con cái hành trang bước vào đời. Vì thế chúng ta vẫn thấy các đôi nam nữ bắt đầu bằng chữ mật và kết thúc cũng bằng chữ mật. Đố quý ông bà và anh chị em biết bắt đầu bằng chữ mật là mật gì và kết thúc bằng chữ mật đó là mật gì? Bắt đầu bằng chữ mật đó là bí mật, đúng không? Tiếp đến là thân mật. Và tiếp nữa là có tuần thăng mật. Còn lại là gì? Còn lại là dập mật, đúng không? Bắt đầu bằng chữ mật, các đôi bởi vì
không có một cái trường lớp nào đào tạo cho các bạn như thế, nên chúng ta thường các đôi thường bắt đầu bằng cái chữ mật, nhưng mà bí mật. Bí mật xong là thân mật, đừng cũng được có ít. Được ít xong là trang mật cũng chỉ được tuần thôi. Còn nữa là dập mật. Như thế chúng ta thấy để làm sao hai bạn bước vào vững bền trong suốt đời bởi chữ chúng ta yêu nhau trọn đời. Các bạn tí nữa đây cam kết và hứa với nhau yêu nhau chung thủy với nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng. Chắc lẽ ở đây mà bạn học trò của con đây này, bạn Thảo đó, sẽ hiểu được cái chữ yêu thương như thế nào. Trong lớp con nhấn mạnh đến đi học giáo lý hôn nhân, con nhấn mạnh đến cái chữ yêu và yêu, thương và thương. Làm sao để yêu và làm sao để thương? Chúng ta phải làm gì? Hôm nay đây, cha khuyên học trò của cha cũng là hai bạn đến với nhau để được tôn trọng và yêu thương nhau mọi ngày, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Cha giới thiệu cho hai bạn hãy đến một ngôi trường. Ngôi trường ấy là ngôi trường Giê-xu. Đến với ngôi trường Giê-xu và chúng ta học nơi thầy Giê-xu. Bài học gì? Chúng ta là những người Kitô giáo, những người Kitô hữu. Chúng ta đã biết tình yêu Đức Kitô, yêu thương hội thánh như thế nào. Thì hôm nay con cũng giới thiệu với học trò của con, hai bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, hãy đến ngôi trường Giê-xu và hãy đến thầy Giê-xu để chúng ta học làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ. Nhờ thế đến với thầy Giê-xu chúng ta mới biết yêu là gì. Chúng ta thấy thường thấy yêu, tình yêu đi với chữ gì? Hy sinh. Chỉ có thầy Giê-xu chúng ta thấy Ngài yêu thương nên Ngài tự hạ trở nên tôi tớ, trở nên con người thật sự cho chúng ta. Để yêu thương chúng ta, Ngài đành chấp nhận hy sinh. Để yêu thương chúng ta, Ngài đành chấp nhận chịu chết trên thập giá. Để yêu thương chúng ta, Ngài đành trở nên tấm bánh dễ thương. Như thế, chúng ta thấy để yêu thương nhau trọn đời thì chúng ta hãy học nơi Giê-xu sự hạ mình, sự từ bỏ, sự khiêm nhu, sự hy sinh và chịu chết. Để cho người chồng mình được, con vẫn thấy khi con chia sẻ về vấn đề vai trò làm chồng hay là vai trò làm vợ trong lớp giáo lý hôn nhân, các bạn hãy đặt những người giáo lý, những người mà học trò đó, người vợ phải đặt chữ gì? Chồng mình và con mình muốn gì nơi mình? Người chồng hãy đặt là người vợ, người mẹ, người vợ, người con muốn gì nơi mình? Thì từ đấy chúng ta mới dám hy sinh, mới làm đẹp lòng vợ, mới biết làm đẹp lòng chồng. Còn nếu không, chúng ta thường hãy để cho thần tôi, cho đam mê của mình nó lên ngôi, thay vì để cho tình yêu gia đình nó lên ngôi, thì lại để cho cái thần tôi, đam mê, ý riêng, những tính mê nết xấu nó lên ngôi. Mà những cái đấy mà lên ngôi thì gia đình có phải là dập mật không? Khi chúng ta trong đời sống gia đình, các ông các bà đấy chắc lại kinh nghiệm đầy mình và đầy người. Nếu chia sẻ về tình yêu và kinh nghiệm về yêu, kinh nghiệm về sống bậc gia đình, sống với nhau, còn nghĩ các ông các bà đây quá kinh nghiệm.
Khi chúng ta sống trong gia đình, nếu chúng ta để cho từ ái này, ích kỷ này, đam mê riêng của chúng ta nó lên ngôi, thì gia đình chúng ta toàn là dập mật, toàn là lục đa lục đục. Bởi vì chúng ta để cho những cái đấy nó lên ngôi. Còn nếu chúng ta để cho tình yêu nó lên ngôi thì gia đình chúng ta sẽ khác. Để cho tình yêu mà lên ngôi thì người vợ khi gặp khó khăn nói cũng ngọt ngào, dễ thở, không có càm ràm càu nhàu. Người chồng cũng vậy, cũng không hành hạ vợ bằng những lời mắng nhiếc. Đồ quỷ cái đấy, đồ quỷ cái là cải quý đấy. Đấy, không nói những lời đấy, mà chúng ta biết nói lời yêu thương, hành động yêu thương cho nhau. Để được như thế, chúng ta hãy đến với ngôi trường Giê-xu và thầy dạy Giê-xu. Xin Chúa chúc lành cho đôi bạn của chúng ta đây, cũng như tất cả các gia đình, để chúng ta đạt được tình yêu thì chúng ta hãy nắm lấy, bám lấy tình yêu Giê-xu, bám lấy ngôi trường Giê-xu và bám lấy thầy Giê-xu chí thánh của mình. Mời Amen.